Vâng, em cũng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Thì hôm nay bên em lên cho tất cả bác một con đời Mỹ BYCS 1200X, đời lớn nhất nha bác nha, đời cao nhất của dòng BY. Con này thì size nó là size 3U nha bác nha, size 3U cực kỳ là dày, dạng của chắc chắn. Rồi này được xem như là đời nội đồng của đá của hãng BY nha bác nha. Với cái size bao hầm hố này bác rất là dày và được thiết kế có hai cái cột đèn tín hiệu ở hai bên rất là đẹp. Hai cột đèn này thì ở chỉ những dòng những đời 1000, 1200 nó mới có nha bác nha, còn đời thấp hơn như 800, 400 này nó sẽ không có đèn tín hiệu nha. Đấy. Ở phía dưới cục cụm đèn tín hiệu là volume check up tinh chỉnh cho hai kênh và con tách nguồn nha bác nha. Phần này là phần thông gió ở để làm mát với phần sò công suất phía bên trong. Đấy, logo PYCS 1200 900W trên một kênh. Đấy, nhân 2 nha bác nha. 900W một kênh. Đấy. Về hình thức con này thì còn cực kỳ là đẹp, chỉ có mỗi tội là cái phần nắp lưng. Và nắp lưng thì nó hơi xấu nha bác nha, hơi xấu, không được đẹp vì nó trời xước rất là nhiều. Con này về nắp lưng là nó hơi bị trời xước nhiều nha bác nha, nhưng về phần chữ thì nó vẫn còn ok. Đấy. Còn về lại phần máy là tất cả đều đẹp nha bác, phần máy đều đẹp nha bác. Đấy, nắp lưng này, nắp lưng thì nói chung là tương đối xấu. Đấy, không được đẹp lắm. Với những con đái lớn thì đái lớn với lại những dòng đái này thì nó gọi là nội đồng của đá, nó sản xuất lâu năm rồi nên là về cái nắp lưng nó thì nó không còn được đẹp theo thời gian nhau đó nha. Với lại quá trình vận chuyển về thì nó có trời xước nhiều. Đó. Còn về hình thức bên phía bên trong máy thì các bác thấy này, nó còn rất là mới, có thể gọi là mới tầm 90, 91, 200 về cái nội thất máy. Đó. Phía sau có thấy là cái phần là quạt tăng nhiệt gió nó thì nó còn sáng bóng nha, sáng bóng này, BY máy in USA. Đấy, ở đây là những con Cosper, đường tín hiệu đầu vào nó là đường 6 ly nha bác nha, trên đường A2 cổng, trên đường B2 cổng nha, đường input. Đấy, còn ở đường ra thì nó sẽ có cổng 6 ly và cổng bắp chuối, máy chim thông dụng nha bác, máy chuối máy chim thông dụng nha. Rồi, đó là phần phía sau, các bác. CS 1200X nha, chế độ chơi system mono thì nó nằm ở phía dưới này. Rồi đó là ở phía sau thì riêng ở phía trước thì em đã giới thiệu rồi, thì giờ chúng ta sẽ đi vào nội thất phía bên trong. Về cái nội thất phía bên trong các bác thấy là nó sẽ được bố trí một bên là phần tăng phô đấy, và phần tụ phía dưới này là tụ này bác, phía dưới cái vỉ này là tụ nó nha, còn phía trên là tăng phô, hai cái quá tăng phô cung cấp nguồn đấy, tăng phô đôi nha bác nha, rất là to bác. Đấy, có nhìn tăng phô này đấy, lớp đồng bên trong các bác thấy nó còn rất đẹp, mới bóng luôn nha. Đấy, da nhựa này các bác thấy là mới tinh này. Đấy, rất là mới nha bác nha. Những đời cũ thì làm dây thì nó không có gọn gàng như là những đời mới nha bác. Mới thì giờ thì nó làm dây nó gọn gàng hơn, còn những đời cũ như thế này thì dây nó làm rất là chằng chịt, nói chung là nó không được gọn gàng cho lắm. Đấy. Còn đây thiết kế bo mạch của hãng BY hãng thì nó sẽ được trái lên cái các cái đường mạch, nó là một lớp chì. Đấy, một lớp thiết chì đó nha. Ở phía trong nó vẫn là đồng nhưng mà nó tăng cái độ truyền tín hiệu nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ làm lớp một lớp thiết chì như thế này. Đó. Đây là em đã tháo sẵn ra để các bác xem cái phần sò công suất bên trong nha. Đấy, sò công suất bên trong là bác. Đấy, nó sẽ gồm hai vỉ, một vỉ trên như thế này và một vỉ dưới. Đấy, mỗi vỉ của nó thì các bác thấy là 2, 4, 6, 8 này, 8 nữa là 16 con sò sách. Sò này là sò Motorola nha bác nha, sò Motorola. Các bác nhìn này,
tất cả là zin nguyên bản nhé, zin nguyên bản nha bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn, sòng Motorola còn mới tinh luôn bác, mới sáng bóng luôn nha. Ở phía bên trong đang bảo này bác nhìn đấy, sòng Motorola nha, cực kỳ đẹp và sáng nha, quạt gió nha, bộ bên trong chất lượng luôn, hàng là bao zin nguyên bản cho tất cả bác nhá. Đấy, nội thất bên trong là nó là đơn giản như vậy thôi, hai vi công suất chạy so sách. Đấy, tổng cộng là 32 con so sách. Đấy, rồi ok các bác, hình thức quá đẹp, con này quá đẹp luôn nha, chỉ có mỗi tội là cái nắp nó hơi xấu, nắp thì nó không ảnh hưởng nhiều bác nha. Nắp này thì các bác về các bác bỏ con vang hay con EQ lên là thì không thấy nắp, chủ yếu là mặt đẹp này, mặt đẹp này các bác nha. Nội thất là zin và nội thất đẹp mới. Đấy, quan trọng là mới này thôi, cái nắp này không có quan trọng nhiều gì đó nha. Để hàng các bác mua hàng bãi thì các bác phải chấp nhận được là nó sẽ cũ về cái nắp hay là trời xước tới đỉnh, chứ còn hàng bãi mà các bác bảo mà nó đẹp như là hàng mới đấy, thì cũng có nhưng mà nó sẽ rất là khó. Đấy, rất là khó nhưng mà rất khó đẹp như hàng mới, chỉ có dọn lại thì nó đẹp đẹp thôi. À, rồi ok bác nha. À, con này thì em để cho giá bác giá là 13.700.000, 13.700.000 nha, giá cực kỳ là tốt rồi nha bác nha. Giá này thì không có xuống giá được nữa nha bác. À, con này chạy điện là 120V nha. Đấy, thì điện nội địa Mỹ luôn. BYCS 1200W của em chỉ còn lại một con. Rồi bác đã chốt hàng thì alo cho em 13.700.000 bao cước. Đấy, mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trong phòng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.